Kim Loan xin chào anh chị và các bạn đến với clip thứ hai của tuần này ạ. Clip này thì là ba lô, có ba lô đi chơi và ba lô du lịch nữa. Anh chị mua hàng bên em thì đơn trên 300 chuyển khoản em bao ship ha. Ship có thì một mã thì ship đồng giá là 30.000 ạ. Mã đầu tiên của clip này là tem 17 250, ngang là 24, cao là 30 xăng. Ba lô nhỏ đi chơi. Cái màu sắc này thì giống của Gucci, nhưng mà nó không phải ha. Dây đeo ba lô phía sau. Cái màu chỗ này nè, nó bị bay màu xíu, em nhuộm bằng, em sơn lại bằng màu của sơn vải ha. Đảm bảo không bay không tróc cho anh chị. Cái này là viền da. Viền da, nó có một cái hộp nhỏ, có nút hít phía trước. Này, trong đó một ngăn, hai ngăn, ngăn chính, ngăn chính thì nó phía trong nó có một ngăn nhỏ nữa, có mấy ngăn nhỏ đây nè. Cái này là hàng Trung Quốc xuất Nhật, Trung Quốc gia công Nhật ha. Này không có thương hiệu. Cái phần trên này nó nhọn nhọn lên cũng khá hay, may cũng khá tỉ mỉ. Mẫu này 250. T20 80.000. Mẫu ba lô sale. Ngang là 30, cao là 40 cm. Này ba lô màu hồng, kiểu chống nước được nha chị. Mẫu này giống như chưa qua sử dụng mà nó hơi không bị xịn lắm. Ở phía trước nó có một cái ngăn kéo, cái này có chống nước nè, có một ngăn chính, ngăn chính cũng không như thế này, và nó có một cái móc treo chìa khóa, ngăn chính như thế này, không có logo. Cái vải này màu nó hơi cũ xíu, tại nó bẩn á, anh chị về vệ sinh thêm ha. Mẫu này 80. T19 150.bi. Cái màu này nó màu đen mà cũng không có đen lắm ha, không có đen mu. .bi hai quai. Ngang là 26, cao là 42 cm. Màu trắng bi. Này cũng có chống thấm nước. Túi có chống thấm nước nha anh chị. Cái vải mà cứng cứng thế này thì nó có chống thấm nước, nó có nó có may cái vải, nó có may kèm cái lớp ni lông. T18 160, ngang là 20, cao là 25. Ba lô da tổng hợp, da simili. Ba lô đeo. Cái mẫu này thì nó may kiểu thô sơ, nó không chạy bo cái đường ấy luôn. Với cái quai chỗ này, cái quai thì cái vải da thì chỗ này nó sẽ có một cái lớp vải nữa. Nhìn cái chỗ này nó gãy ra, nó không bị đứt đâu nha anh chị. Nó có vài chỗ bị bẩn nè. Bên đây thì cũng có vết xíu. Có hai hộp, hai bên hông. Một hộp giữa, chỗ này bẩn nha. Này anh chị về vệ sinh thêm. Trong này cũng hơi bẩn. Ngăn kéo thì nhẹ nhàng. Nó có thương hiệu luôn á. Thương hiệu dập chìm. T21 207. Ba lô, cái da tổng hợp này khá là mềm ha. Cái mẫu này chỗ này có vết xíu, vết xước một chút xíu. Mẫu này cái có hai cái hộp ở phía trước, nút hít, cái nút
chỗ này á, thì nó sẽ có một cái gờ gài giống như thế này, đúng kiểu, nhưng mà nó bị rớt. Cái này em thay vào ha, cái nút hít này em thay vào nè. Em lấy cái túi, cái túi kia nó bị hư, nó dư ra, em thay vào nút hít dây rút miệng. Cái này như ta 270, ngang là 33, cao là 38 cm. Ba lô này khá rộng, đựng thoải mái, bên trong lớp lót sạch sẽ. Mẫu này mắc in China, Brownie Japan, công ty là của Nhật Bản, sản xuất gia công ở Trung Quốc. T22 170, ngang là 27, cao là 30 cm. Mẫu túi ba lô, túi này nó có hai quai để đeo chéo này, da tổng hợp màu xanh coban, xanh ở ngoài nhìn nó hơi cũ hơn so với video, video thì xanh nhìn hơi mới á, nó hơi bóng lên. Cái này ba lô có hai dây đeo ba lô, ngăn kéo phía sau cái có hai quai để đeo chéo anh chị. Cái mẫu này nó bị sứt chỗ này nè, nó hơi bị sứt hai bên, mình không sử dụng đeo chéo ha. Ba lô thì vẫn còn chắc chắn, xài ok, thì mình không sử dụng cái quai này thì không sao cả. Cái có một hộc trước, hai hộc có ngăn kéo với cái miệng của nó thế này, dây kéo miệng. Thương hiệu hết hết của Nhật ha. Trong có một ngăn kéo nhỏ nữa. T23 250, ba lô của Adidas. Ba lô này có 3 ngăn 250 ạ. Ngang là 26, cao là 40. Cái mẫu này á nó bị chóc cái sơn ở trước này. Cái này em dặm lại nha, cái màu sơn này dặm lại nó cũng không được đẹp như hãng, nhưng mà nó che đến cái điểm tại nó bị đen, cái này nó bị đen với lại bị tróc. Này em dùng sơn của da, sơn của vải chứ, dặm lại. Thương hiệu, dây kéo đều là của Adidas, nó sẽ chia cho anh chị mấy cái ngăn riêng biệt để mình đựng đồ cho kéo Adidas đó. Nó có một ngăn dưới nè, riêng với ngăn trên để đựng giày ở dưới, thường là sẽ đựng giày ở trên này, ở giữa này mình đựng đồ nhỏ hoặc là quần áo gì của một ngày gì đó, ở trên thì đồ khác, thì nó riêng biệt, nó sẽ không bị nhập nhằng ha. Adidas chính hãng, quai đeo êm. T24 190, ngang là 24, cao là 38 cm. Ba lô này mỏng nhẹ, quai êm của Adidas chính hãng luôn, dây kéo Adidas. Màu này nó cũng bị tróc, bị đen. Cái vải thì nó còn mới. Trước miệng có một hộc có ngăn kéo, ngăn chính. Đi đó. T25 190, ngang là 32, cao là 40 cm. Ba lô này màu ở ngoài video thì nó là màu mới hơn trong video. Màu nó ở ngoài nó cũng đẹp, ở trong video nó ra màu rút, cho ánh sáng anh chị. Chụp hình nó cũng ra màu rút, nhưng mà ở ngoài nó là màu nâu đậm nha. Nâu đậm mới.
Ổng này cũng khá mới, mới khoảng 90%. Ở trước có một ngăn dây kéo chính. Hộp chính nó thế này ha. Này tát Nhật nè. Trên này có hộp nhỏ nữa. T26. T26 300. Ba lô thương hiệu của nó đây ạ. Butter Tokyo Japan. Mẫu này thì mới 90%, nó bị tróc chỗ này xíu. Nó tróc nhẹ lắm. Cái này mình tróc nhẹ thôi. Mới khoảng 90%. Khá đẹp bóng. Ở ngoài bóng như video á, một bên nó có nút hít, nút bấm, với một bên là dây rút này. Phía trước ngăn kéo, dây kéo nhẹ nhàng. Mẫu này nha. Ngang là 25, cao là 42 cm. Nô đi làm, đi chơi là được hết. À, mẫu này nó bị chỗ này anh chị, nó bị tróc, nó bị tuột cái đường may chỗ này chút xíu. Tuột đường may ha. Thương hiệu Boxer in Japan. Có cái hộp nhỏ. Chỗ này thì nó bị tróc ra xíu. Mình không xài cái nó thì không sao. T27 300. Ngang là 27, cao là 40 cm. Túi vải, vải này vải nhăn nha. Ở ngoài là màu nâu, màu đen huyền. Ở trong nó ánh đèn nó hơi sáng, nó hơi bạc. Nhìn cái màu nó hơi bạc xíu. Ở phía trước nó có hai ngăn. Bên trong cái lớp keo này hơi bẩn, hơi bị tróc xíu. Lớp keo bị tróc. Ở bên này có lớp, bên hông nè, nó bị tróc cái ngăn kéo ở trước thôi. Bên này có cái hộp này đựng khá nhiều đồ ha. Mẫu này 300 mà nó hơi tróc cái lớp keo này xíu nè. Miệng thì dùng dây rút. Ở đây có một hộp nhỏ. Bên trong lớp lót sạch sẽ. Mẫu này, chỗ này nó cắt keo em xem còn 280 nha. T27 và T28 450 ạ. Ngang là 30, cao là 38 cm. Này da, thương hiệu nó đây ạ. Up Tempo dập chìm. Này kiểu da giống như da tổng hợp, sờ khá mịn. Da loại này khá là chắc. Dây đeo khá là chắc chắn. Nút thích có ngăn kéo hông, nút của nó nút bấm, dây kéo miệng rút, miệng là dùng dây rút. Bên trong cái này T29 250 ạ. Ngang là 24, cao là 35 cm. Ba lô vải, hai bên hông là bằng dây rút ạ. Kéo miệng, dây kéo bằng đồng ở trước, dây kéo bằng đồng. Ở trên này thì dây kéo bình thường thôi.
dây đeo mềm. Cái vải này, cái túi này nó khá là mềm đó chị. Thương hiệu là Nico N. Có một ngăn kéo giữa. Túi khá mềm mịn. T30 190, ngang là 38, cao là 40. Mẫu túi này cũng khá đặc biệt, đẹp. Hai quai. Mẫu này cái kéo học trước này nè, cái túi trước nó sâu xuống đây luôn, đựng được cũng khá nhiều đồ. Bên trong có ngăn kéo, dây kéo. Dây kéo bên này nó có một cái túi riêng của nó. Miệng thì dùng dây rút. Bên trong đây, túi cũng khá lớn, rộng. Cái lớp keo này cũng hơi tróc nhẹ. Ở trên cái nắp này cũng có ngăn kéo luôn đó. Túi khá ok ha. T31 ạ. 350. Ngang là 30, cao là 40 cm. Này thương hiệu của Dunlop. Dunlop thương hiệu nổi tiếng của bên lớp xe. Fashion, sports, moto, sports fashion. Cái chỗ này kiểu dạ quang ha anh chị. Ở trước có một hộp. Dây kéo hơi nặng xíu, cái này là chống thấm nước. Dây kéo đều là thương hiệu của nó. Mẫu túi này thì mình có thể đeo chéo, hoặc là đeo thành ba lô cũng được. Cái ba lô, cái dây đeo để đeo ba lô á, mình có thể giấu bên trong ạ. Nếu mình khi mình xài đeo chéo thì mình giấu bên trong. Cái này thì tháo ra. Mình xài ba lô thì mình tháo ra cái này. Mẫu túi chấm thấm nhét. Đi mưa được. Cái này đi phượt, đi mưa. Phía trước nó có rất là nhiều thứ để ngăn để đồ. Mà để nó ở ngoài thế này thì cũng hơi sợ ha. Có một cái túi lưới. Bên trong nó đây, có một cái túi lưới. Chỗ này có mắc in China ha, hàng gia công ở Trung Quốc. Gia công Trung Quốc xuất nhập. T32 390. Ba lô này về quê là đựng đồ khá đã luôn. Cái màu ở dưới này nó không có sáng như trong video đâu nha. Nó chỉ hơi nhạt hơn màu đen này một chút xíu thôi. Không hiểu sao nó kiểu quay ngược ánh sáng rồi. Nó hơi nó không có ra màu rút như vậy đâu. Nó chỉ hơi nhạt hơn màu đen một chút xíu. Chỗ này có sần hơi xước một xíu. Cái đế này, đế nó cũng hơi sần sần một xíu. Lê cọc thương hiệu nó đây ha. Này cô phải của Pháp không biết mà. Hàng thương hiệu à, cái này của chắc của Pháp, đọc hơi khó đọc. Sport tip. Hai bên hông có hai túi. Túi này thì nó có nhiều ngăn lắm. Phía trước có mặt ngăn, dây kéo nhẹ. Đây có nhiều, rất là nhiều ngăn, đủ thứ đồ. Này túi lưới. Ba lô này khá là bự, đựng về quê chắc 5-7 bộ được. Cũng có chống thấm nước nha. Có chống thấm nước luôn chị luôn. Đây mẫu cuối cùng, ba lô đi phượt này của Adidas, 350, ngang là 35, cao là 52 cm.
Zalo này khá là lớn, này đụng cho cũng phải hai người, một người đi phượt mà đi phượt dài ngày á chị, giống như bên nước ngoài người ta hay đi. Adidas cái lớp ở trước này là da tổng hợp, nó vừa trang trí vừa chống thấm nước. Cái này nó hơi bị màu nó không được đều lắm, cái màu nó cũng hơi lạ lạ xíu ha. Này nhìn rất là phong trần, này nó hơi sần chỗ này xíu này. Phía sau cái lưng của nó có đỡ luôn, có cứng cứng để đỡ cái lưng mình luôn. Dây đeo chắc chắn, hàng chính hãng Adidas. Đi phượt bên hông có hộp, những cái này thì hộp bao la, nó có độ êm, bên hông này nó có độ êm để bỏ laptop nữa. Này cũng có hộp, cái này khám phá hết mấy cái hộp của nó cũng mệt. Một cái banh bị bể, chưa thấy cái banh này luôn. Em làm túi, dọn túi xíu mà cũng chưa thấy. Nó rất là nhiều hộp luôn. Bên dưới này có hộp để giày nữa, có hộp riêng để giày, để chắc được 2-3 đôi giày. Dưới này có tab nữa nha, có một cái tab ở dưới này. Bên này có một cái hộp, ở trên nắp nó cũng có hộp. Cái miệng á, bên cái miệng này nó chỉ còn một cái ngăn kéo, một dây thôi, một dây nó hư. Adidas. Đen. Đựng đồ được khá nhiều. Bên trong thì có một ống kính thôi. Rồi mẫu đây là mẫu cuối cùng của video. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.